Chào các bạn, trong bài thực hành hôm trước chúng ta đã lập trình được chương trình đọc số. Các bạn hãy tham khảo lại chương trình đọc số mà trong bài trước chúng ta đã viết. Ở đây chúng ta nhập vào 8, chúng ta bấm nút chuyển đổi thì nó sẽ chuyển đổi số này thành chữ và xuất bên trong test field bằng chữ. Thì trong ngày hôm trước chúng ta đã dùng kỹ thuật if else và sau else là if để chúng ta viết kiểm tra điều kiện cái số mà người dùng nhập vào, sau đó chúng ta sẽ chuyển số đó thành chữ. Thì đối với cấu trúc if else rồi if này, khi chúng ta viết thì nó tương đối là khá dài, vì ở đây chúng ta phải kiểm tổng cộng là 10 số mà người ta nhập vào, do đó là cái cấu trúc này nó hơi dài. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái cách viết khác cho nó gọn lại cái cấu trúc này. Thì ở đây thay vì các bạn sử dụng cái cấu trúc if else này thì bây giờ chúng ta có thể sử dụng là else if luôn. Thay vì chúng ta là if rồi chúng ta mới else thì bây giờ chúng ta sử dụng là else if. Thì nếu mà số bằng 0 thì chúng ta sẽ chuyển đổi là 0 này thành là chữ 0. Ngược lại nếu có nghĩa là cái số không bằng 0 thì ngược lại nếu số bằng 1 thì chúng ta sẽ chuyển đổi này là cái chữ bằng 1. Ở đây các bạn sắp cho nó ngay lại để chúng ta dễ nhìn. Và ở phía dưới này thay vì chúng ta xài là else if như vậy thì lúc giờ chúng ta xài lệnh else if luôn. Ngược lại nếu có nghĩa là số này không bằng 1 thì chúng ta so sánh là ngược lại nếu số bằng 2 thì chúng ta sẽ gán cái chữ này là bằng 2. Và chỗ này cũng vậy, thay vì chúng ta xài else if thì chúng ta có thể đổi thành lệnh là else if. Thay vì chúng ta else rồi ngược lại rồi chúng ta mới nếu thì chúng ta đổi ngắn gọn hơn, đó là ngược lại nếu. Thì đây cũng là một cái cách phát biểu điều kiện, nhưng mà nó sẽ gọn hơn cái cấu trúc mà trong bài trước chúng ta làm. Thì cái cấu trúc này nó sẽ nhìn trang web chúng ta nó sáng sủa hơn, gọn hơn. Thì ngược lại nếu số bằng 3 thì chúng ta cũng gán chữ bằng 3. Tương tự phía dưới này cũng vậy, chúng ta đổi cái cấu trúc lệnh lại thành else if, viết liên tục luôn. Thì cấu trúc lệnh if, else if, else if, else if và cuối cùng else thì trong các bài trước thì chúng ta cũng đã có thành rồi. Thì hôm nay chúng ta cũng hãy áp dụng lại cái phát biểu điều kiện dạng if, else if, else if, else if, else này để chúng ta giải quyết cho cái bài toán đọc số này. Thì ngược lại nếu mà số bằng 4 thì chúng ta cũng gán chữ bằng 4. Dưới này cũng vậy, chúng ta đổi thành lệnh là else if. Thì ngược lại nếu số bằng 5 thì cái chữ này chúng ta gán bằng 5. Ở đây các bạn sắp ngay hàng thì chúng ta sẽ dễ xem code hơn. Và ngược lại nếu số không bằng 5 thì chúng ta sẽ so sánh tiếp là nếu số bằng 6 thì chúng ta sẽ gán chữ bằng 6. Và chỗ này cũng vậy, ngược lại nếu số không bằng 6 thì chúng ta so sánh tiếp là nếu số bằng 7. Ngược lại nếu số bằng 7 thì chúng ta sẽ gán chữ bằng 7. Và dưới này cũng vậy, chúng ta tiếp tục là sử dụng else if nữa. Ngược lại nếu số không bằng 7 thì chúng ta so sánh là ngược lại nếu số bằng 8 thì chúng ta sẽ gán chữ bằng 8. Và cái trường hợp cuối này là sẽ là ngược lại thôi chứ không có if. Ngược lại có nghĩa là tất cả các trường hợp trên nó không đúng, có nghĩa là nó không bằng 0, không bằng 1, không bằng 2, không bằng tới 8 luôn thì chắc chắn nó sẽ là 9. Do đó chúng ta ngược lại thôi thì lúc giờ cái chữ chúng ta sẽ gắn là bằng 9. Vậy cấu trúc của chúng ta sẽ là if, else if, else if, else if và cuối cùng sẽ là else. Cái trường hợp else này là khi các trường hợp từ phía trên này trở xuống tới đây là nó không thỏa. Khi nó không thỏa thì nó sẽ thực hiện lệnh trong cái phần else này. Vậy là bài toán của chúng ta
cũng giải quyết được, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng cái cấu trúc gọn hơn so với cấu trúc là chúng ta sử dụng là if rồi else rồi sau đó mới là if, thì nó sẽ dài hơn. Cấu trúc này thì phát biểu nó sẽ gọn hơn. Trong bài thực kế tiếp thì chúng ta có thể thay đổi cái cấu trúc else if này thành một cái cấu trúc gọn hơn nữa, đó là cái cấu trúc switch case. Khi chúng ta có nhiều điều kiện trở lên, thường là từ 3 điều kiện trở lên, thì chúng ta nên chuyển qua cấu trúc chọn lựa dạng switch case, thì chương trình viết của chúng ta nó sẽ gọn hơn. Vì nếu mà điều kiện của chúng ta mà nhiều hơn nữa thì lúc giờ chúng ta viết cứ else if như vậy vài thì như vậy thì nó cũng rất là dài. Do đó là sau này chúng ta sẽ có một cái cấu trúc mà nó sẽ thay thế cho cái cấu trúc là if, else if, else if và else này. Thì đó chính là cấu trúc switch case mà chúng ta sẽ được giới thiệu trong bài thực hành kế tiếp. Thì sau khi các bạn hãy sửa lại cái đoạn code lập trình của chúng ta theo cái phát biểu điều kiện là if, else if và else này, thì các bạn hãy lưu trang web lại. Sau đó các bạn hãy chạy lại thử. Các bạn hãy review trang web của các bạn thử. Bây giờ các bạn hãy chạy lại và các bạn hãy thử review. Sau đó các bạn nhập số vào, ví dụ chúng ta nhập 7, các bạn bấm chuyển đổi thì bạn thấy kết quả vẫn là giống như là khi chúng ta sử dụng cái đoạn lập trình cũ, thì nó cũng đã chuyển đổi được cho chúng ta từ số sang chữ. Thì đó là nội dung của bài thực hành hôm nay, là chúng ta sẽ chuyển đổi cái cấu trúc lập trình dạng if, else rồi if thành cấu trúc lập trình là if, else, if, else, if và else. Thì trong bài thực hành hôm nay, thì nếu có bạn nào chưa hiểu về cái phát biểu điều kiện dạng if, else, if, else, if, else này, thì các bạn có thể email về địa chỉ mail của tôi, hay các bạn có thể truy cập vào website học online.vietchuyen.edu.vn, hay các bạn có thể truy cập vào diễn đàn công nghệ thông tin.vn để gửi câu hỏi, thì sẽ được giáo viên và các bạn học viên khác hỗ trợ cho các bạn. Chúc các bạn thực hành bài lớp này thành công. Chào các bạn.